Hà đang viết xin chào các bạn. Sau đây Hà đang giới thiệu các bạn cần đai hoa hai ngọn, đoạn này hai ngọn 4,5 m, 5,4 m và 6,3 m, hai ngọn một ngọn 5H một ngọn 6H các bạn. Cần tay rất cứng, hàng này cái ngọn 6H đấy các bạn đánh bạo lực thoải mái. Chiều dài thu gọn là 1,2 m các bạn. Chuôi cần này có đối trọng các bạn nhé, đối trọng cần này, đây là đối trọng đấy. Các bạn nhìn này, đối trọng tất cả đều thiết kế mới, bản 2,8 thì có đối trọng ở đít, cần gần gác cần đỡ mỏ, cần nó sẽ bành lên. Quay tổng thể các bạn xem. Rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn cần tay đai hoa chiều dài 4,5 m, 5,4 m, 6,3 m. Độ cứng của nó là 5H và 6H, còn một ngọn 5H một ngọn 6H. Hải Đăng Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.